xếp rồi. Về rồi. Đừng ngày mất.
Con đi trở về rồi. Hộ nhốt mấy con mấy chục vịt con nhé. Quay nó vào. Chợ về mua mấy chục con vịt. Về hộ quay cái trưa rồi. Đi về đi. Anh mua vịt à? Để em hộ bê. Thôi nặng lắm rồi, để em hộ bê. Hai bố con đi chợ về rồi.
chúng em khó không? Đây đó là mẹ em đi rửa chai, lên tay mẹ bế con nhá. Nào, muốn trở về có bỏng nha. Con trở. Đi bố nhá. Nào. Con ở nhà chăn vịt cho bố mẹ nhá, để bố mẹ đi làm nhá. Làm đi đớn thì con mua thịt cho ăn nhá. Thank you.
Cái bông gân rồi để cô ở đây. Sao Dâu bị ngã sát sát này anh? Thì nỗi này đâu? Ngã trượt chân. Anh ngồi đây với các con để em đi lấy thuốc về đắp cho anh nhá. Vết thương nặng lắm rồi. Sắp còn vết khỏi được. Mẹ lấy thuốc. Con em đi làm nước cho các con ăn nhá. Bố có đau không? Bố đau không? Con của mẹ giỏi thế nhỉ? Mẹ làm mức cho con ăn. Con ăn mức, mẹ làm mức xong rồi. Mẹ làm mức ngon đấy. Con ăn. Trong đố các con biết mẹ làm mức gì đấy? Tuấn cầm đi. Mẹ
Các con ở nhà chị nó chăm nhau nhá. Để mẹ đi làm, bố thì lại bị đau chân nữa rồi. Bây giờ mỗi mẹ đi làm. Mẹ nuôi các con ăn học. Chị vui thì đi học xa rồi. Mẹ kiếm thật nhiều tiền để nói cho các con bằng bạn bạn bè mới được. Các con của mẹ quầy lắm. Mẹ cũng thương các con nhưng mẹ không biết làm thế nào được. Bây giờ mẹ phải cố gắng làm thật nhiều để kiếm tiền nuôi gia đình mình. Các con nhé.